Ở đây thì em có trồng được mấy cái cây cải ngọt, có 5 cây thôi cả nhà. Hôm bữa mua cải xanh với cải thì cái chị bán cây chị tặng thêm á. Nó cũng lớn rồi, nó không có được mượt mà cho lắm. Hôm nay em sẽ cắt để nấu canh nha cả nhà. Mình có thể tỉa lá để ăn rồi nó lên được mà ta. Để lại cái trong cái này thử xem nó còn lên lên được nữa không, cắt ngang cái gốc bị uổng. Hôm bữa mình luộc gà mình còn một ít nước luộc gà, bây giờ mình sẽ cho vào nồi để cho rau cải vào để nấu canh. Này mình đang để đông đá cả nhà, bây giờ bắc lên cho nó tan ra và cho rau vào rồi nêm nếm lại gia vị là mình đã có một nồi canh ngon rồi ạ. Rồi bây giờ thì nước đã sôi rồi ha, sôi quá trời sôi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ rau cải lúc nãy vào ạ. Có mấy cây cải thôi mà em cũng cắt được một rổ như vậy cũng được một tô canh nha cả nhà. Khi mà mình vừa cắt xuống mà mình nấu ăn liền như vậy á, là cái vitamin trong rau nó còn rất là nhiều ạ. Rất là tốt cho sức khỏe mà cải này em cũng không có xịt thuốc rồi này kia cho nên là ăn khá là tốt. Nhìn nó xanh tươi ha. Em nêm gia vị nha cả nhà, cho mỗi thứ gia vị một chút xíu, tại vì cái nước luộc gà hôm bữa em không có cho gia vị á. Rồi như vậy là mình đã có bữa cơm đơn giản rồi. Mời cả nhà chuẩn bị ăn cơm cùng em ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video thu hoạch rau cải của em ạ. À.